kính chào quý vị khán giả. Hơn một tuần cơn lũ lịch sử đi qua, nhiều nơi ở miền Bắc nắng ấm đã quay trở lại, bà con đang bắt đầu tái thiết cuộc sống. Nhưng những hậu quả để lại có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian để khắc phục. Mưa ngớt nhưng ngập úng vẫn kéo dài không thể tiêu thoát, khiến cho vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc tại huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên tan hoang sau bão lũ. Nguyên nhân đến từ đâu? Nước nó mà sặc bây giờ nó cứ ngâm đây mấy ông giờ chết hết cây cối rồi sao? Thưa quý vị, đó là câu chuyện tiêu điểm sau một ít phút nữa. Và lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Bắc thì các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam đã tìm mọi cách để tăng cường hoạt động tại biên giới Tây Nam. Lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã vừa triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Trước báo động về thực trạng gốc cây xanh bị bọc kín bởi lớp bê tông dày đặc, một đội tình nguyện tại thủ đô Mexico City của Mexico đã hành động theo cách mà không ai ngờ tới. Cùng tìm hiểu trong phần tin quốc tế ngày hôm nay. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Bộ. 10 giờ sáng nay thì áp thấp nhiệt đới còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo 24 giờ áp thấp nhiệt đới di chuyển khá nhanh với tốc độ 15 đến 20 km mỗi giờ theo hướng Tây và mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày mai, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển ven bờ Quảng Trị đến Quảng Nam. Cường độ bão cấp 8, tức là sức gió lên tới 62 đến 74 km mỗi giờ, giật cấp 10, tương đương sức gió từ 89 đến 102 km mỗi giờ. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển là từ 15 đến 19 độ Vĩ Bắc phía Tây, kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Tàu thuyền trên biển liên tục cập nhật thông tin, không đi vào hoặc nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Từ hôm nay, thì hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão gây mưa diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa hơn 2 ngày lên tới 100-300mm, có nơi trên 500mm, cảnh báo ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Các sông ở Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tại Hà Tĩnh và các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2 đến báo động 3. Nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các tỉnh thành ven biển miền Trung đang khẩn trương kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Phóng viên Trần Long đưa tin về công tác này tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to không dứt từ sáng sớm cho đến tận thời điểm bây giờ. Và công tác ứng phó với lại áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang được thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện. Trong đó có việc là kiểm đếm thông tin cho các tàu thuyền tìm nơi tránh trú bão, cũng như là theo dõi sát các phương tiện đang ở trên biển. Riêng âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hiện có hơn 560 tàu neo đậu, trong đó gần 350 tàu của Đà Nẵng và hơn 210 tàu của các địa phương khác. Tính đến 9 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng vẫn còn 39 phương tiện tàu thuyền với 448 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Các đơn vị đài trực canh của Bộ đội Biên phòng thành phố đang duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, thông báo kêu gọi, hướng dẫn tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn. Còn tại Quảng Nam, tổng số tàu cá của tỉnh này còn hoạt động trên biển gồm 206 tàu với tổng cộng 1.942 lao động. Trong đó có 25 tàu với 176 lao động hoạt động ở khu vực biển Hoàng Sa, 37 tàu với hơn 1.000 lao động hoạt động ở vùng biển Trường Sa. Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã thường xuyên thông tin để các tàu chủ động tìm nơi trú tránh an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Riêng 13 tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động tại khu vực có nguy cơ. Hiện các cơ quan chức năng đã thông báo kêu gọi vào bờ tránh trú, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ vào cảng An Hòa. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh khẩn trương triển khai phương án 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng đang khẩn trương nhiều giải pháp để ứng phó với mưa to do bão có thể gây ra. Phóng viên Hồ Chiến đưa tin chi tiết. Đây là khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay đã có khoảng độ hơn 300 tàu thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn ở đây. Công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão đang được các ngành chức năng triển khai một cách quyết liệt, cũng như là công tác trăng chống nhà cửa giúp dân. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã có trên 7.200 phương tiện neo đậu tại bến an toàn. Có 51 phương tiện với trên 327 lao động đang hoạt động trên biển. Tỉnh Quảng Bình cũng sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 19 tháng 9. Các hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện đang ở mức khoảng độ 28%
đến 30% dung tích. Còn đối với tỉnh Quảng Trị, hiện nay đã neo đậu tại các bến là hơn 2.200 chiếc với hơn 5.900 thuyền viên. Các hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang ở mức khoảng từ 30 đến 40% dung tích. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển cũng đang được hoàn tất với hơn 1.800 phương tiện cùng trên 10.600 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Ngay trong sáng nay, các đồn biên phòng ven biển của tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình đã triển khai hàng chục cán bộ chiến sĩ về giúp dân chằng chống nhà cửa để tránh thiệt hại cho bão. Cùng với đó là tuyên truyền người dân nhanh chóng đưa tàu thuyền về bờ an toàn. Hai tỉnh Bình Định, Phú Yên cũng đã có những chỉ đạo khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Tỉnh Bình Định đã thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền, bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, thì lực lượng chức năng còn tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại khu nuôi trồng thủy hải sản. Còn tại Phú Yên, chiều tối qua, tỉnh cũng đã có công điện yêu cầu các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, nhất là mưa lớn ở thượng nguồn đổ về hạ lưu, chủ động chỉ đạo vận hành điều tiết tích nước đón cắt giảm lũ cho vùng hạ du, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông, vùng hạ du hồ chứa. Lòng hồ đây là... Vâng, thưa quý vị, hôm qua là Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên. Tuy nhiên, với nhiều trẻ em ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, thì Trung Thu năm nay lặng lẽ nỗi buồn bởi những nỗi đau thương mà bản nhỏ này phải gánh chịu sau cơn lũ dữ. Mặc dù vẫn nhận được những món quà ý nghĩa cùng với cả sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Thế nhưng, nỗi nhớ người thân, nỗi nhớ bạn bè thì vẫn chưa thể nguôi ngoai đối với các em. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Khánh. Lớp 2A có 16 học sinh, nhưng giờ chỉ còn 13. Sau vụ sạt lở đất, ba em đã vĩnh viễn không thể trở lại trường. Kìm nén đau thương, mất mát, thầy Nguyễn Văn Phong tổ chức Trung Thu cho các em. Lớp học vẫn có đầy đủ bánh kẹo, nhưng không có đèn ông sao, không có tiết mục văn nghệ và cũng thiếu vắng cả những nụ cười. Tại chỗ ngồi còn trống, những món quà Trung Thu vẫn được bày lên, như là cách để thầy và trò cùng tưởng nhớ ba bạn trong lớp. Con ngồi gần bạn Khang. Bây giờ con ngồi một mình, con có buồn, con có nhớ bạn không? Có ạ. Cố gắng dỗ dành các cháu, động viên các con và cũng xúc động các con cũng bảo là cũng nhớ bạn. Có những bạn lớp 7, lớp 8 ấy, có những bạn là cứu được bạn rồi, nằm trên tay rồi, tưởng bạn xấu nhưng bạn ấy cũng tắc thở trên tay bạn, lớp 9. Đấy, các bạn là vẫn ám ảnh về cái lúc mà bị sạt lở đấy. Cơn lũ dữ vừa qua cướp đi sinh mạng của 17 học sinh Làng Nủ. 4 em vẫn còn mất tích, 10 em vẫn đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện. Đối với bé Hoàng Ngọc Lan, ba nội, bố, mẹ và hai anh trai đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ dữ. Gắng gượng đứng dậy sau nỗi đau, những ngày qua, bà ngoại là chỗ dựa duy nhất để bé Lan vực dậy nỗi đau, sớm trở lại trường. Tết Trung Thu, những nén nhang thơm được thắp bên hiện trường vụ sạt lở. Dành cho những người xấu xố, dưới lớp bùn giấy kia còn có những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ được phá cỗ Trung Thu. Thưa quý vị, trong những diễn biến vẫn còn phức tạp thì tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các huyện, thành phố phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch và biện pháp ứng phó, rà soát nhằm di dời những hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, đồng thời bố trí chỗ ở và đảm bảo hậu cần, tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, chủ động đảm bảo giao thông thông suốt, cảnh báo và thông báo kịp thời để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Trong ngày hôm qua, thì 5 chú chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được đưa đến thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai để tìm kiếm những nạn nhân mất tích do sạt lở. Vâng, thưa quý vị, trong buổi chiều tối ngày hôm qua đã xác định được 5 vị trí nghi có dấu hiệu thi thể nạn nhân đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá và bùn lầy. Trong đó thì có 2 vị trí xác định được 2 phần thi thể người. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, các lực lượng đang chờ máy xúc tới hỗ trợ đào bới, thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hiện thì vẫn còn 5 nạn nhân mất tích. Hà Nội còn khoảng 23.000 người phải sơ tán vì ngập lụt, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội. Lũ dông xuống chậm khiến cho ngập lụt vẫn diễn ra tại các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng Hòa.
thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 3,5 tấn gạo, 400 thùng nước lọc, 96 thùng lương khô cho các địa phương trên. Sở Y tế Hà Nội cũng hỗ trợ người dân huyện Chương Mỹ 27.000 lọ thuốc kháng sinh, đường ruột, sát khuẩn, da liễu và thuốc nhỏ mắt. Hơn 800 hộ dân tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn bị ngập sâu trong nước và người dân thì vẫn chưa thể về nhà. Do mong muốn là có thể cứu được vật nuôi, hoa màu và tài sản, thì một số người đã bất chấp nguy hiểm để đi vào khu vực cảnh báo ngập sâu, nguy hiểm. Khu vực ngập sâu nguy hiểm, cấm người và các phương tiện đi lại. Đây là biển cảnh báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến. Thế nhưng mà như quý vị có thể thấy, người dân ở đây vẫn vô tư đi lại giữa dòng nước mà không hề có áo phao, tìm mọi cách để về được nhà, kể cả vượt chốt kiểm soát của lực lượng chức năng, bởi nhà cửa vật nuôi vẫn đang còn đó. Hãy nào bây giờ con mượn thúng mà mẹ con chở các cháu về trong con cho nên. Đâu? Cháu thế đây. Bây giờ ai chở bà đi? Bà tự chở. Bà đi được không? Bà đi được. Nhưng mà đi nước sâu này đi nhờ ngã sao? Không, bà có biết bơi. Chỉ có tôi nhá, phải trồng nhá, con lợn gai chó má thì phải ở nhà trồng. Sợ cũng phải chịu, quê hương là chung khế ngọt, sống chết phải bám, không đi đâu được. Cô bám trụ bất chấp nguy hiểm, thậm chí để tránh chốt kiểm soát, một số người còn tự ý đi bằng lối tắt. Là khu vực trũng nhất của huyện Chương Mỹ, nên địa phương này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Nước sông Bùi đỉnh điểm dâng lên cao gần 8 mét và sau gần một tuần mới chỉ rút khoảng hơn 1 mét, ảnh hưởng tới hơn 4.000 hộ dân và bắt buộc phải di rời ra khỏi vùng ngập. Ở khu vực sơ tán tập trung gần một tuần, chị Thương phải vội vã tìm công việc làm thêm để tạo thu nhập. Nếu mà làm cả ngày thì làm một ngày là xong được một cái. Đi lên ở trên đây xin việc trên đây thôi chứ còn ở dưới kia ngập hết rồi thì có cái gì đâu mà làm. Đây gạo này, đây thuốc này, bánh trung tôm này. Đây là đầy đủ hết chứ cũng không thiếu thốn một cái gì. Nhưng mà chúng tôi chỉ mong muốn là nó cạn nhanh thì để về còn dọn dẹp cửa nhà. Bỏ đi hết rồi cả nhà rồi bây giờ trả ngoài nhà xót ruột. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến, dù đã chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó và có kinh nghiệm giải quyết tình trạng ngập úng nhiều năm, nhưng đợt bão lũ lần này nằm ngoài sự kiểm soát. Nước thì hoàn toàn là tràn toàn bộ các tuyến đê. Thế chính vì vậy chúng tôi chưa thể dùng các biện pháp khác để cho tiêu nước được. Nhưng cái bất ngờ nhất chúng tôi là không ngờ là nước nó lên quá cao. Nó là một cái kỷ lục từ xưa đến nay. Đối với người dân đều muốn về nhà mình để ở, để sinh sống. Thế nhưng với cái tình hình nước rút rất là chậm, rất là nguy hiểm đối với vùng ngập nên chúng tôi chưa cho dân về. Ai cũng mong ngày sớm quay về, nhưng thiên tai thì chẳng đoán định được. Vì thế người dân cần tuân thủ việc di rời. Việc tự ý đi vào khu vực ngập lụt sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Vâng, sốt ruột, mong muốn sớm quay trở về nhà là tâm lý chung của nhiều người dân tại vùng lũ hiện nay. Lũ lên nhanh, việc tiêu thoát nước thì chưa thể một sớm một chiều mà thoát ngay được, người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi mà thôi. Cả câu chuyện không chỉ ở ngoại thành Hà Nội mà còn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc cũng đang gặp phải những câu chuyện tương tự như vậy. Bà con thì lo lắng cho tài sản, cho hoa màu, cho ruộng vườn. Từ đó dễ xảy ra những xung đột, những mâu thuẫn mà chẳng ai mong muốn qua. Và mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi tiêu điểm ngay sau đây. Khi cơn lũ đi qua. Bây giờ đi ra đây nhìn thấy đồng ruộng là chúng tôi vãi nước mắt ra vì của đau còn sót chúng tôi mất hết rồi chúng tôi. Chỉ có nhìn thấy mà chỉ đau đứt ruột ra. Nước nó mà sặc bây giờ cứ nằm đây mấy ông được chết hết cây cối rồi sao? Vậy đâu là nguyên nhân gây tình trạng úng ngập kéo dài để mâu thuẫn nảy sinh? Không có bảo dưỡng gì hết. Bao nhiêu năm nay không có nước lên thì ai nhòm ngó đến chú. Gọi cấm để làm gì đó. Hên gì ra cũng không có người kiểm tra đến. Thì nhiều khi là đúng là bỏ là nuôi quân đến ngày đánh giặc. Lại coi nhà vô dụng, nó lo chỗ đó. Thưa quý vị, gần một tuần vừa qua, người dân ở miền Bắc đã phải trải qua những ngày mưa lũ lịch sử khi mà chứng kiến lũ trên sông Hồng dâng cao kỷ lục trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Tại một số vùng hạ du đồng bằng Bắc Bộ, lũ sông Hồng lên nhanh, xuống chậm, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho những người dân sinh sống phát triển kinh tế ở đất bãi ven sông. Để giảm thiểu thiệt hại thì công tác phòng chống lũ quan trọng bao nhiêu thì việc thoát lũ cũng quan trọng bấy nhiêu, tránh tình trạng úng ngập kéo dài. Câu chuyện vừa xảy ra tại vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc tại huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Ôi, khu tình người à? Nhập hàng nghìn hecta, hàng nghìn tỷ đồng. Bởi vì sao? Nước nó
là giặc bây giờ nó cứ nằm đây mấy ông nữa chết hết cây cối rồi sao? Chết ngày đóng lượng thì tôi chết. Lỡ nhiều rồi, không phải bước thì nó rồi. Phá đâu, tôi chịu trách nhiệm, tôi sẵn sàng đi tù. Gọi được máy lúc tôi đứng lên tôi phá cống này cho. Cây cống mà người đàn ông này nhắc đến là cống ngăn và thoát lũ cho hàng ngàn hecta vùng bãi sông Hồng của hai xã Xuân Quan và Phụng Công cùng thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Một cây cống mà có hai tác dụng. Ngày em sinh ra bây giờ mới ngập như ngày đầu tiên thì mới thấy là tác dụng của cái cống này là để đóng nước khi nước sông dâng lên và mở ra để khi nước trong bãi cánh đồng thoát ra. Nếu mà không quan trọng thì bỏ nó đi để sử dụng làm gì? Bởi vì nếu như bây giờ nhá, không có cái cống này thì những lúc nước nó như thế này thì nó tiêu thoát đi đâu? Quốc đường, quốc đê à? Bởi vì nó sẽ sinh ra cái kênh để tiêu thoát nước mà. Hàng năm các vị không bảo quản cái không bảo dưỡng cái hệ thống mà đóng mở này. Cho nên là khi mà nước lũ lên thì là để nó nước nó chảy vào đây thì các vị đóng xuống nhưng không quay được. Buộc phải dùng cái máy múc như cái này, máy này ép cái phay cống xuống để chặn nước đến khi mà xong rồi thì bắt đầu kéo lên, không kéo được. Đấy là nguyên nhân đấy. Vì chiếc cống gặp sự cố nên việc thoát lũ diễn ra rất chậm. Mặc dù nước lũ sông Hồng đã rút đi nhưng hai ngày sau cánh đồng cây cảnh ở phía bên trong vẫn óng nước, nhiều đoạn còn ngập sâu hơn 1 mét. Cũng từ đây, mọi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, bởi điều chống nghe là chiếc cống tùy thoát lũ cho huyện Văn Giang, nhưng vị trí lại đặt tại thôn Sơn Hô, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi nước vào, thì anh Phượng Công ra đóng thật chặt để nước nó khỏi vào bãi. Nhưng khi nước ra, thì nó chặt quá, không thể tháo lên được. Đấy, thì nó trở thành, Phượng Công mới đưa máy ra múc thì nó mới trở thành mâu thuẫn của người ta sợ phá cái mảng đường kia. Đấy, bây giờ đang kè những cái tấm ghi ra là nó đã lở xuống rồi. Bây giờ múc cái con đường này thì chúng tôi đi vào đâu? Thôi bảo có 2-3 chú đường thôi, chúng tôi thì cho công gì, nhưng mà còn mỗi một cái trục chính của cái làng này thì phải nghe hai bên là nó chứ không phải nó con đường kia. Bây giờ cũng chả, nếu mà thoát nước nhanh cũng không cứu được nữa rồi. Nó đã vào góc rồi thì nó đây chết thôi. Như cả một các cái vùng mấy bao nhiêu xã đây chứ không phải là một mình xã ở trong đi đâu. Bây giờ nó hỏng rồi thì bây giờ cái nước này thì nó khác gì là giặt. Bây giờ cháu hỏi ông là bây giờ nó không coi động chạm đến đường. Bây giờ cái phay của cái cống nó hỏng thì bây giờ phải cho phá cái cống, phá cái phay đi chứ để cho nước nó thoát ra chứ. Thì cả cái làng này có một cái đường đi. Lo sợ ảnh hưởng đến đường đi lại, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 9, rất nhiều người dân thôn Sơn Hô, xã Văn Đức đã không đồng tình khi phía xã Phụng Công đưa máy xúc để khắc phục sự cố cống thoát lũ. Toàn người dân của xã Văn Đức của mình với cả công bốn ra mà bây giờ chịu coi nhầm cái xóm gì à? Người ta coi như sống ích kỷ quá, không nhìn được ngoại chết à? Cả nước Việt Nam bây giờ coi tôi nói không biết là bây giờ người ta cứu trợ, người ta giúp đỡ đồng bào mà sao bây giờ thấy nước ngập như này mà bao nhiêu của cải công sức mà không đứng lên mà nói với nhau mà phá cái cống này. Nói đây là đúng để cứu ăn nên hết ta đây. Đúng rồi. Con nói với ông thế, ông nhìn đi. Ông nhìn người ta nắng đến đây, người ta trồng cây ở đây. Thế này các ông bà không biết thoát ra. Để sự việc không đi quá xa, cuối cùng sau 2 ngày kể từ khi xảy ra mâu thuẫn, mọi chuyện đã được chính quyền địa phương giải quyết. Tấm phay bị kẹt trong cống đã được lấy ra để dòng nước lũ từ vùng bãi thoát ra sông được nhanh hơn. Nhóm phóng viên thực hiện phóng sự này có chia sẻ với chúng tôi rằng là cống Tiêu Hạ Đình là một công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng, là yết hầu trong việc ngăn lũ và tiêu thoát lũ cho một vùng rộng lớn đất bãi ven sông của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và chắc hẳn là một câu hỏi mà nhiều quý vị khán giả đang thắc mắc vào lúc này là đơn vị nào đang cầm tay quay quản lý và vận hành cống thoát lũ này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Từ xưa nay toàn Văn Đức quản lý giao cho Solo cầm tay quay đóng mở, nhưng mấy bao năm nay không có nước là không có ai quản lý nữa thì nó mới dỉ như thế. Xã tôi là không lắm tay quay của cái cống này, không biết là xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm có lắm tay quay không hay là xí nghiệp thủy lợi Văn Giang, thì cái đấy thì tôi chưa nắm rõ được cái nội dung này. Một cái cống nằm trên địa bàn nhưng lại chẳng ai rõ đơn vị nào đang chịu trách nhiệm quản lý vận hành. Vì bị bỏ quên nên cống thoát lũ sập sệ, xuống cấp. Chỉ đến khi lũ sông Hồng dâng cao, người ta mới nhắc đến nó như nguồn cơn của mọi sự mâu thuẫn. Không có bảo dưỡng gì hết. Bao nhiêu năm nay không có nước lên thì ai nhòm ngó đến chú?
hàng chục năm nay rồi. Nó nước lên như này đâu. Nước lên nhưng mà không có bao giờ nước lên như này đâu. Thế là các ông nghĩ là cõi cấm để làm gì đấy. Hên gì ra cũng không có người kiểm tra đến. Nó có sử dụng được đâu mà làm tròn nhiệm vụ. Nếu mà nó mà vẫn sử dụng được quay đóng mở bình thường thì nó đã không bị ảnh hưởng đến ai. Nó đã không xảy ra cái chuyện giữa bên nọ bên kia. Đấy thì nhiều khi là đúng là bỏ là nuôi quân đến ngày đánh giặc. Thì lại coi như vô dụng, nó ở chỗ đó. Quay lên không quay được, mà đóng xuống không đóng được. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phụng Công, trách nhiệm vận hành cống này do Xí nghiệp Thủy lợi Gia Lâm thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội trực tiếp đảm trách. Quá trình vận hành đối với hệ thống cống này là cơ quan chủ quản thì lại thuộc Gia Lâm, thuộc thành phố Hà Nội. Nhưng mà thiệt hại tài sản lớn ở trên địa bàn thì lại thuộc về nhân dân của Văn Giang, trong đó có Phụng Công, trong đó có Sơn Quang. Nhìn cái mức độ tiêu úng thì chúng tôi thấy rằng là hệ thống cống hiện nay bây giờ là rất nhỏ, bé, chưa đáp ứng được cái mức độ tiêu khi mà nước tràn vào bãi như vậy. Sông nước chỉ dâng có mấy tiếng thôi, tại sao lại không rút được? Mà sau đó bây giờ hiện tại nước sông so với nước ở đây nhá, nước sông cách đây khoảng độ tầm 1,5 mét so với đây. Nước lũ càng rút chậm bao nhiêu thì thiệt hại càng gia tăng bấy nhiêu. Một chiếc cống bị đơn vị quản lý vận hành bỏ quên nhưng lại khiến những người dân ở đây phải nhớ mãi vì nỗi buồn và những mất mát mà nó gây ra trên cánh đồng trồng cây cảnh này đến giờ chưa thể đong đếm được. Và sau những gì đã xảy ra, phía Ủy ban Nhân dân của huyện Văn Giang đã có kiến nghị đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên khẩn trương chỉ đạo khắc phục sửa chữa, nâng cấp mở rộng cống tiêu Hạ Đình và xây dựng thêm trạm bơm tiêu vùng bãi trên kênh Trung Thủy Nông San Hô. Những bất cập trong cách thức vận hành quản lý tại thời điểm hiện tại cũng đã được lãnh đạo của xã Phụng Công nhận ra. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là cần đề nghị với các cơ quan ở cấp trên cần phải có một cơ chế thống nhất phối hợp giữa hai huyện, huyện Gia Lâm, huyện Văn Giang, giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên trong cái việc vận hành quản lý sử dụng hệ thống cống này, để làm sao đó là khi cần sử dụng đến, cần khai thác đến là nó phải đảm bảo tính kịp thời và nó không tạo ra những vấn đề bất cập như thời gian vừa qua. Khắc phục những bất cập trong công tác vận hành, quản lý các công trình phòng chống lũ trên sông Hồng là điều rất cần thiết trong bối cảnh thiên tai còn diễn biến phức tạp, và đó là câu chuyện rất dài, tốn nhiều thời gian và giấy mực để triển khai hiệu quả. Còn trước mắt, những người dân trồng hoa ở vựa cây cảnh Phụng Công đang phải vực dậy để tiếp tục sản xuất sau những thiệt hại quá lớn từ trận lũ lịch sử vừa qua. Và câu chuyện này cũng sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay. Nhìn hình ảnh này, nhiều người tưởng rằng đây là một khu rừng ngập mặn, nhưng thực tế chỉ là thửa ruộng ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chỉ trong chớp mắt, nước lũ sông Hồng đã nhấn chìm vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc. Một làng hoa xinh đẹp bỗng chốc thành bình địa hoang tàn, ngập trong bùn đất. Lá khô cháy chết hết này, này thì cây sống làm sao được? Mới chả chết. Đây là ngập thối nhũn nhùn hết này. Rễ đen xì này, bùn hết đầu rễ này, thối sạch. Ngập sâu hàng gần 2 mét, hơn 2 mét nước làm sao sống được. Đây là độ đất phù sa nó bám vào cái lá cây này quá nhiều. Đây đang cố thôi, cố cứu vãn xem có được tí nào hay tí đấy vậy. Hôm nay là ngày thứ tư chìm trong nước lũ. Là cây khỏe nhất, có thể chống chọi được nước ngập. Nhưng giờ cơ hội sống sót với những gốc trà này còn rất mong manh. Thêm một ngày nước ngập là thêm một lần hy vọng của người dân bị dập tắt. Trong phút chốc nước lũ sông Hồng đã khiến nhiều người lâm cảnh trắng tay, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Bây giờ đi ra đây nhìn thấy đồng ruộng là chúng tôi vãi nước mắt ra, vì của đau còn sót chúng tôi mất hết rồi. Chúng tôi chỉ có nhìn thấy mà chỉ đau đứt ruột ra. Em ra nhà tôi coi như là một mẫu ruộng, coi không cứu được một cái gì cả, coi như mất trắng luôn. Ra nhìn thấy đồng ruộng là chúng tôi coi như chỉ có khóc, mất hết cả tài sản chỉ có khóc. Còn những nhà lợn ấy, chính người ta còn dễ dàng được vì người ta đuổi lợn được vào đây. Sau đó là dân ấy, người ta bán đắt bán rẻ người ta làm được. Chứ bây giờ bọn tôi ta chắc là vơ về làm cúi không làm được. 250 triệu không bán, cây này 400, cây này thì 200 triệu, 150, cây này 400 triệu. Ngập 4 hôm rồi, không còn hy vọng, không chấp nhận rồi, thiên tài khó.
dặn lòng như vậy, nhưng thực tế phũ phàng thì không dễ dàng chấp nhận. Những gốc trà gần trăm năm tuổi không chỉ là tài sản mà còn là cả cơ nghiệp của gia đình anh Biên sau 16 năm gây dựng. Trận lũ lịch sử đã cuốn phăng tất cả. Mới có hơn 20 năm nay là không vào vùng này mà mọi thứ đều lơ là. Cống từ năm 61 không quay được thì nước ra làm sao được. Nếu cái cống đấy mà ra được thì đỡ bao nhiêu tiền. Theo hậu quả của nó thì nó dai dẳng lắm. Có thể không phải là 1 năm, 2 năm đâu. Có khi là hàng chục năm không gây dựng lại nữa. Một sự thật đau xót đã được chính người dân địa phương nhận ra. Số tiền họ thiệt hại sau trận lũ có thể lớn gấp nhiều lần chi phí đầu tư một chiếc cống. Nhưng tất cả giờ đã muộn màng, vì thiên tai xảy ra vốn không bao giờ báo trước. Alo, chào buổi sáng. Nhận được phản ánh của người dân tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hiện nay thì nhiều khu vực dân cư nằm trong đê thì vẫn trong tình trạng ngập nặng, nước rút không đáng kể, mực nước sông thì vẫn cao, tiếp tục tràn qua mặt đê, nhấn chìm nhiều thêm diện tích đất nông nghiệp. Đó là chưa kể một số tuyến đê thì đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm và rất cần các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý. Gần một tuần nay, nước rút rồi lại lên, lại rút, nhưng rút vẫn rất chậm. Mặc dù được di rời ra nơi tránh lũ an toàn, nhưng chị Tú vẫn không khỏi lo lắng về căn nhà của mình. Bởi nước ngập lâu thêm nữa thì không biết số phận ngôi nhà của chị và bà con sẽ như thế nào. Tại vì gia đình nhà em là trụ cột gia đình, chồng em đã mất rồi, mà có mỗi cái nhà thôi. Nếu mà nó như thế này mà ở nhà em có ảnh hưởng gì, nó sập thì không biết mẹ con em trốn ở đâu. Hết chạy ngập trong nhà lại chạy ngập ngoài đồng, lo sợ để lâu quá lúa sẽ thối, nhiều người dân đã cố gặt nốt số lúa chưa chín hẳn với hy vọng vớt vát trong giai đoạn khó khăn này. Mùa thu hoạch mất thế này, đến bắt đầu từ nay đến mùa sau là tương đối khó khăn, thời gian tương đối dài để mà sống được từ nay đến cái ngày được mùa lúa nữa thì là cả vấn đề. Anh Thắng, lãnh đạo xã Mỹ Lương cho biết nước rút chậm nên phần lớn diện tích lúa của xã vẫn ngập trong biển nước. Nhiều đoạn đê vẫn đang trong giai đoạn cầm cự khi nước ngập chân đê. Hiện 100 mét đê trên địa bàn xã đang xuất hiện tình trạng sạt lở chân đê. Nếu nước tiếp tục lên thì khó có thể ứng phó được. Tuyến đê này bây giờ mà lở ấy, thì chắc chắn là bây giờ là toàn bộ diện tích lúa và hoa màu của nhân dân chìm trong biển nước và hơn 10.000 dân là chắc chắn sơ tán sẽ không kịp. Tôi muốn đề nghị ở trên làm cho chúng tôi một con đường, có ngập thì chúng tôi còn đi chạy các con các cháu chạy ra đường để xe được, nhưng mà nếu mà không có thì không làm gì được. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết hiện vẫn còn 58 thôn trong tình trạng bị ngập nặng, vẫn bị cô lập bởi nước. Do Chương Mỹ là một trong những huyện thuộc khu vực phân lũ của Hà Nội, người dân trong vùng này luôn phải đối mặt với tình trạng sống chung với lũ. Qua đợt bão này, huyện cũng đã nghiên cứu đề xuất đầu tư các tuyến đường ngăn lũ và chặn lũ để giảm thiểu tình trạng các thôn bị cô lập bởi nước, khó cứu hộ cứu trợ. Đề xuất với Ủy ban thành phố cho đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê và công trình thủy lợi, cũng như là đầu tư một số tuyến đường giao thông để làm sao nâng cái cao độ lên, hình thành những cái tuyến đê mới. Ví dụ như hiện nay cao độ hiện trạng của cái tuyến đê Đả Bùi đang là từ 6.9 đến 7 chấm. Thì sau khi đầu tư xây dựng theo quy hoạch thì sẽ nâng từ 9.1 cho đến 9.4. Và khi mà chúng ta đã nâng được đến 9.1, 9.4 thì sẽ giải quyết được rất nhiều cái việc mà nước tràn vào trong các cái thôn xóm. Hiện huyện Chương Mỹ đã vận động người dân cùng với gia súc gia cầm ra khỏi khu vực ngập lụt và cho biết đang tìm mọi biện pháp để bảo vệ đê sung yếu, chờ ngày nước rút. Thưa quý vị, những ngày gần đây trong khi cả nước đang hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thì ở tuyến biên giới Tây Nam, các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam lại tìm mọi cách để tăng cường hoạt động. Chỉ trong vòng 3 ngày, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã triệt phá 2 vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ trong quá trình đi cùng lực lượng đánh án. Cánh đồng lúa dọc biên giới xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thoạt nhìn thì có vẻ khá là yên ắng. Tuy nhiên, khi người đàn ông này vừa chạy xe máy vượt qua cánh đồng từ nước bạn Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Dạ, đi từ trong Campuchia ra. Dạ, bỏ rồi trong cốp xe rồi chạy ra. Mấy ký? Dạ, gần 4 ký. Nó là cái gì? Dạ, cái đó là ma túy. Cách Đức Huệ không xa, dọc tuyến biên giới huyện Tân Hưng cũng của tỉnh Long An,
một tổ công tác khác của đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam cùng các lực lượng chức năng như biên phòng, công an của tỉnh Long An cũng đang chờ sẵn. Và khi đối tượng vừa lội sông Cái Cỏ từ hướng Campuchia sang Việt Nam thì bị bắt giữ. Qua em nhận lúc mấy giờ? Lúc 3 giờ mấy phía. Chở bằng gì về đây? Lội sông. Tăng vật thu được trong vụ này là 25 kg ma túy dạng đá. Theo đại diện đồn biên phòng Mỹ Quý Tây tỉnh Long An thì địa phương đang bước vào gặt vụ mùa. Cánh đồng bằng phẳng đã khô nên các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy qua biên giới. Mùa này là mùa thu hoạch của bà con trên các cánh đồng giáp ranh hai nước. Đối tượng trà trộn lẫn vào bà con. Thì qua công tác nắm tình hình theo một thời gian theo dõi thì đúng 1 giờ 40 phút chúng tôi đã tổ chức đến bắt đối tượng thành công. Mặc dù thời gian qua các lực lượng chức năng cả Việt Nam và Campuchia đều kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại biên giới. Tuy nhiên, việc mua bán vận chuyển chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, triệt để lợi dụng những sơ hở trong quản lý doanh nghiệp, quản lý xuất nhập cảnh để ngụy trang cất giấu vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Tin quốc tế, tối ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Y tế Liban thông báo 8 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái và gần 2.800 người bị thương trong các vụ nổ máy nhắn tin trên khắp đất nước vào cùng ngày. 200 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương chủ yếu được báo cáo ở mặt, tay và bụng. Trước đó, thì nhóm vũ trang Hezbollah cho biết là các thành viên của nhóm vẫn sử dụng phương tiện liên lạc này. Ngay sau sự việc, Hezbollah đã lên tiếng đổ lỗi cho quân đội Israel gây ra vụ việc này. Dù chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ nổ máy nhắn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã và Bộ trưởng Quốc phòng đã họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Thưa quý vị, các bệnh do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh có nguy cơ trực tiếp gây ra 39 triệu ca tử vong, cũng như gián tiếp gây ra 169 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong giai đoạn năm 2025 đến 2050. Đây là dự báo của nhóm nhà khoa học quốc tế thuộc dự án nghiên cứu toàn cầu về kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu đã chỉ ra số ca tử vong do kháng thuốc kháng sinh không đồng đều ở các quốc gia và lứa tuổi. Các nước thu nhập thấp và trung bình có tỷ lệ tử vong do kháng thuốc kháng sinh ở mức cao, nhất là ở các quốc gia thuộc ở khu vực ở sa mạc, miền Nam Châu Phi và Nam Á, đặc biệt là đối với bệnh lao kháng thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó, thì tình trạng kháng thuốc kháng sinh bị xem là mối đe dọa lớn đối với người cao tuổi. Các nhà nghiên cứu đã dựa trên thông tin hồ sơ của 520 triệu người ở mọi lứa tuổi tại 204 quốc gia với nhiều nguồn khác nhau, gồm dữ liệu bệnh viện, hồ sơ tử vong và dữ liệu sử dụng kháng sinh. Lũ lụt cũng đang gây ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới. Tại Thái Lan, thì nhà chức trách nước này đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại 5 tỉnh Đông Bắc, nơi mà nước sông Mekong dâng cao có thể gây vỡ bờ. Theo cơ quan tài nguyên nước quốc gia của Thái Lan, một lượng nước lũ khổng lồ đang chảy xuống hạ lưu và có thể gây lũ lụt trong tuần này ở các tỉnh Bunkhan, Nakhon Phanom, Mukhanan, Amnat, Charoen và Ubon Ratchathani. Tại tỉnh Nakhon Phanom, thì người dân sinh sống dọc bờ sông Mekong đã được khuyến cáo di chuyển đến vùng đất cao hơn và sân vận động địa phương để chuẩn bị sẵn sàng nơi trú ẩn nếu cần. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra trên khắp đất nước với gió mạnh và thủy triều dâng cao dọc theo bờ biển Andaman và thượng nguồn vịnh Thái Lan cho đến ngày 20 tháng 9. Lũ lụt từ giữa tháng 8 đến nay đã khiến 22 người thiệt mạng tại Thái Lan. Các nước ở Trung Âu cũng đang chạy đua để gia cố đê bao chắn lũ do nước nhiều con sông đã tràn bờ. Các khu vực biên giới giữa Cộng hòa Séc và Ba Lan nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ cuối tuần trước khi nước sông tràn bờ tàn phá nhiều thị trấn, làm sập hoặc hư hỏng cầu cống và phá hủy nhà cửa. Tại thị trấn Nisa, miền nam Ba Lan, bờ kè quanh thị trấn đã được gia cố lại với sự hỗ trợ từ trực thăng quân sự cùng nhiều tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ. Tại Slovakia và Hungary, mực nước sông Danube cũng dâng cao. Thủ đô Budapest của Hungary đang chuẩn bị ứng phó mực nước sông lên gần mức kỷ lục. Lũ lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người, trong đó có 7 người tại Romania, 4 người ở Ba Lan, 4 người ở Áo và 3 người ở Cộng hòa Séc. Tình trạng các gốc cây bị bọc kín bởi lớp bê tông dày đặc đang khiến cho nhiều cây ở thủ đô Mexico City ở Mexico trong tình trạng đáng báo động. Nếu như không được chăm sóc kịp thời thì các cây này sẽ không thể phát triển và nguy cơ bật gốc là rất cao, đặc biệt là trước cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy thì một đội ngũ tình nguyện đã hành động để bảo vệ cây theo cách mà nhiều người dân không thể ngờ tới. Trong bối cảnh thủ đô Mexico City của Mexico đang hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm không khí, ông Arturo đã thành lập nhóm tình nguyện mang tên Đội Quân Cây.
với mục tiêu khôi phục và bảo vệ rừng đô thị. Trên các tuyến đường của thành phố, các tình nguyện viên đang tiến hành một nhiệm vụ giải cứu đặc biệt. Tại đây, mỗi người được trang bị một chiếc búa tạ dùng để đập tan lớp bê tông đang đè bẹp nhiều cây. Sau khoảng 20 phút, tất cả lớp bê tông đã được đập phá. Theo ông Arturo, đây là việc làm cần thiết để khôi phục lại công năng của cây đô thị, giúp bảo vệ người dân khỏi thời tiết xấu. Các loài cây có khả năng thấm nước mưa để ngăn chặn lũ lụt. Ngoài ra, chỉ một cây đã có thể tự động giảm nhiệt độ xung quanh xuống 3 độ. Khi bạn ở nơi không có bóng râm, một cái cây tạo bóng mát có thể giúp hạ nhiệt đáng kể. Theo các chuyên gia môi trường, việc đổ bê tông lên trên gốc cây sẽ ngăn cản cây hút nước. Do đó, rễ cây sẽ bắt đầu phát triển bất thường, khiến cho nhiều cây không thể phát triển toàn diện. Trung bình một ngày, nhóm tình nguyện nhận được 15 tin nhắn về việc các cây đô thị bị xâm phạm nghiêm trọng bởi nhiều người dân. Những lời phàn nàn chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp chặt cây, cùng với việc người dân đổ bê tông lên gốc cây để lấy chỗ đỗ xe hoặc để tránh việc chăm lo các cây. Tại đây, không gian xanh đang dần bị thu hẹp. Tình trạng hạn hán cũng ngày càng trầm trọng hơn. Chúng tôi vừa trải qua một đợt hạn hán khủng khiếp ở thủ đô và tôi không thể chấp nhận được việc đốn hạ cây để lấy chỗ đỗ xe. Mặc dù vấp phải không ít sự phản đối của người dân địa phương, nhưng nhóm đội quân cây luôn sẵn sàng đón nhận những ai mong muốn bảo vệ môi trường bằng cách phá bê tông giúp cây phát triển. Còn đối với riêng ông Arturo, về nâng cao nhận thức về việc bảo vệ cây xanh sẽ cần nhiều thời gian, nhưng ông tin đội quân cây của mình sẽ đạt được mục đích.